Biến đổi khí hậu là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Và ở Dubai, một trong những vương quốc giàu có nhất trên thế giới, đã thành lập một kế hoạch. Và kế hoạch này nhằm loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng xấu của tình hình khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ nhà phát triển dự án, thành phố mang tên Mall of the World dự kiến có diện tích khoảng 4,5 triệu mét vuông với khả năng bảo vệ cư dân tránh khỏi các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài tự nhiên. Bằng cách sử dụng hệ thống đường đi bộ bọc kính dài 7 km, liên kết các khu vực của thành phố lại với nhau, các cư dân có thể sinh sống trong điều kiện môi trường mát mẻ và chống lại cái nóng ở bên ngoài trong suốt mùa hè. Đồng thời, thành phố cũng sở hữu một công viên với hồ nước lớn có mái vòm bằng kính bao phủ bên trên. Theo thông tin từ nhà phát triển dự án, mái vòm này sẽ đóng lại trong suốt mùa hè để kiểm soát nhiệt độ. Trong mùa đông, mái vòm sẽ được mở ra để cư dân có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành từ bên ngoài. Ngoài ra, thành phố còn có 100 khách sạn và căn hộ cao cấp nhằm thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Các nhà phát triển dự án vẫn chưa công bố chính thức thời điểm khởi công xây dựng, cũng như chi phí của toàn bộ dự án nói trên.